Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khu vườn nhà khoe nhé. Khu vườn của tụi mình thì được làm hầu như là không có phân hoặc là không có thuốc hóa học. Không có luôn nha. Mình không có phun cái gì hết á. Đây. Vẫn đậu trái bình thường nhé. Năm nay thì tụi mình chắc khoảng 1 tấn thôi. Được mười mấy cây à, mình để tự nhiên mà năm đầu mình làm thử rất là ok luôn. Đây, thấy bữa nay bự rồi, nay bắt đầu chạy trái, giai đoạn mà nó thải sinh lý ghê lắm các bạn à. Ngày nào ra cũng đếm 5 đến 7 trái ở dưới đất, kinh khủng. Này nhìn rất là đẹp, rất là những chú rất là dễ thương. Quá là ok nha các bạn. Mình sẽ cập nhật tình hình sau khoảng 1 tháng nữa nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi kênh của tụi mình nhé.